của tài khoản 156. Và 72 triệu là tồn kho của 157. Các anh chị cộng lại với nhau. Cộng với cái 140 triệu chúng ta nhập kho trong kỳ, 307 là cái lô nhập kho trong kỳ. Tất cả các anh chị nhân với những cái hàng hóa nào đã được gọi là giá vốn của những cái hàng xuất bán. Giá vốn hàng bán thì các anh chị thấy có 3 số màu đỏ và in đây. Ở nghiệp vụ kinh tế số 2 xuất hiện một giá vốn hàng bán là 121 triệu. Nghiệp vụ kinh tế số 5 xuất hiện giá vốn hàng bán là 234 triệu. Ở nghiệp vụ kinh tế số 6 xuất hiện giá vốn hàng bán là 194 triệu. Và như vậy thì các anh chị sẽ tính ra được cái phần chi phí thu mua cùng mỗi trang hóa tiêu thụ trong kỳ là A đồng. Và sau đó thì chúng ta ghi nợ 632 có 162 là A đồng. Thì ở đây tôi làm một cái ví dụ này là trong trường hợp là doanh nghiệp tính giá trị hàng tồn kho theo phương pháp LIFO. Và các anh chị có thể tự luyện tập lại theo phương pháp FIFO bình quân giá tiền đã được dành. Nha. Rồi, tôi nói sơ qua một chút về vấn đề mua hàng mà phát sinh thừa. Vừa rồi thì trong quá trình mà trình bày về kế toán phát hành thừa thiếu thì tôi cũng đã trình bày nội dung thừa thiếu rồi. Bây giờ với cái ví dụ này thì tôi cũng nói một chút về cái vấn đề phát sinh thừa. Thì vấn đề phát sinh thừa ở đây á, nó nằm ở chỗ là ví dụ như là mua 100 kg A mà phương thức đơn giá mua là 1,1 triệu đồng. Thuế suất 10% doanh nghiệp thanh toán bằng chuyển khoản, nhưng mà khi nhập kho thì doanh nghiệp phát hiện ra thừa 12 kg hàng hóa A. Doanh nghiệp đã thông báo cho nhà cung cấp và doanh nghiệp nhập kho 112 kg A này, trong đó là 12 kg là giữ hộ. Như vậy là mình mua 100 mà khi nhập về là tới 112, nhưng mà mình vẫn nhập hết luôn, nhưng mà 12 kg đó là mình giữ hộ. Thì với những cái thông tin này thì các anh chị chỉ ghi vào bên nợ của tài khoản 1561 là đúng theo 100 kg mà thôi. Nhưng mà cái phần 12 kg còn lại thì chúng ta cũng sẽ nhân với cái giá bán ước tính, giá bán mà chúng ta vừa giá mua, chúng ta vừa mua. Thì cái này chúng ta sẽ ghi vào bên nợ của 002. Và ý nghĩa của nó là gì? 12 kg này chúng ta giữ hộ cho nhà cung cấp. Bây giờ đối với 12 kg thì nhà doanh nghiệp đã đồng ý mua có 10 thôi. Còn nhà cung cấp sẽ xuất hóa đơn giao cho doanh nghiệp và nhà cung cấp sẽ nhận lại 2 kg hàng hóa A này. Như vậy thì vừa rồi mình nói rằng là hàng hóa nhận giữ hộ là 12 kg nhân với 1,1 triệu đồng. Thì bây giờ mình sẽ làm sao? Mình giải quyết hết thôi, không cần giữ hộ nữa. 10 kg thì doanh nghiệp mình mua lại, 2 kg thì trả lại cho nhà cung cấp. Cho nó các anh chị sẽ ghi có 002 12 kg nhân với 1,1 triệu. Thế còn cái phần mà cái phần mà mình mua thì các anh chị sẽ hạch toán như mua bình thường, tức là mua nợ 1561 10 kg nhân với giá 1,1 triệu và 11 triệu. Rồi còn cái thiếu thì thiếu thì cái này chúng ta đã đề cập rồi. Về vấn đề mà mua mà không đúng quy cách phẩm chất trả lại thì cái này tôi cũng đã nói ở phần thuế giá trị gia tăng đầu ra đầu vào đó ha, tôi cũng đã nói rồi. Cái đó chúng ta sẽ công bằng với ở đây. Tôi nói một chút về mua hàng hóa mà được hưởng chiết khấu thanh toán. Thì ở đây cũng chú ý các anh chị ở chỗ này, tức là nếu mà doanh nghiệp mà thanh toán trong cái thời hạn được hưởng chiết khấu, thì khi mà thanh toán, thay vì thanh toán 100 triệu mà nếu mà được hưởng chiết khấu 1% thì doanh nghiệp chỉ phải thanh toán là 99 triệu thôi. Bởi vì 1 triệu là được hưởng chiết khấu thanh toán do là doanh nghiệp thanh toán đúng hạn.
Vậy thì nếu như đứng vai trò doanh nghiệp là người mua và được hưởng cái chiết khấu thanh toán do thanh toán đúng hạn đó, thì cái khoản chiết khấu thanh toán thực hiện này sẽ được ghi nhận là doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Còn nếu như doanh nghiệp đứng vai trò là người bán, doanh nghiệp đứng vai trò là người bán và doanh nghiệp cho khách hàng của mình được hưởng cái chiết khấu thanh toán do khách hàng thanh toán đúng hạn, thì cái khoản chiết khấu thanh toán mà cho khách hàng hưởng đó thì doanh nghiệp sẽ ghi nhận là chi phí tài chính. Thì như vậy trong tình huống này ở đây là chúng ta mua hàng, và như vậy thì nếu mà có được hưởng chiết khấu thanh toán thì chúng ta sẽ ghi nhận là doanh thu tài chính. Ta nhìn vào cái tình huống như sau. Mình mua 50 kg với giá mua là 105 triệu, thuế 10%. Và hai bên thỏa thuận là sẽ thanh nếu mà doanh nghiệp thanh toán trong thời hạn 10 ngày thì doanh nghiệp sẽ được hưởng 2% tính trên tiền hàng chưa thuế giá trị gia tăng. Tức là 2% nhân với 105 triệu đồng. Vậy các anh chị chú ý những cái giả thiết của đề bài. Ở đây đề bài cho là 2% tính trên tiền hàng chưa thuế giá trị gia tăng ha. Như vậy thì với cái thông tin, với cái nghiệp vụ kinh tế số 1 này thì chúng ta chỉ hạch toán một cái bước toán duy nhất là nợ 156, nợ 133 và có 331 thôi. Bởi vì những cái thông tin phía sau là hai bên thỏa thuận nếu là cái gì vân vân thì nó sẽ xảy ra ở trong tương lai nếu mà doanh nghiệp thanh toán đúng hạn. Chứ còn ở đây chúng ta chưa hạch toán thì tới cái vấn đề này cả. Thế bây giờ đúng 10 ngày sau doanh nghiệp thanh toán toàn bộ nợ bằng tiền mặt sau đi sau khi cấn trừ phần chiết khấu thanh toán được hưởng như đã thỏa thuận, thì thay vì phải thanh toán là 115,5 triệu đồng thì do thanh toán đúng hạn nên doanh nghiệp được hưởng là 2% trên cái tiền hàng chưa thuế, tức là 2,1 triệu. Thì các anh chị lấy 115,5, các anh chị trừ đi cho 2,1 triệu thì các anh chị sẽ ra được là số tiền mà phải chích tiền mặt ra để thanh toán là 115,4 triệu đồng. Thế nhưng mà nếu như mà sẽ không phải là 2,1 triệu đồng nếu như đề bài cho rằng là 2% tính trên tổng thanh toán. Tổng thanh toán chúng ta phải thanh toán là 115,5 triệu thì nhân với 2% sẽ là 2,3 triệu đồng. Như vậy khi làm bài mà liên quan đến chiết khấu thanh toán các anh chị cần chú ý giúp cho vấn đề này. Rồi, tôi nói một chút về hàng mua đang đi trên đường. Hàng mua đang đi trên đường cũng là một cái vấn đề mà ở rất nhiều các sinh viên bị sai, và nó sai nằm ở chỗ nào. Tôi bằng ví dụ này thì tôi nhắc lại cái lý thuyết để các anh chị nắm. Thì ngày mùng 5 tháng 11 doanh nghiệp mua 50 kg hàng hóa B theo phương thức nhận hàng với giá mua là 105 triệu đồng, thuế suất 10%, doanh nghiệp chưa thanh toán, rồi đồng ý. Nhưng mà doanh nghiệp đã nhận được hóa đơn nhưng mà hàng vẫn chưa về đến doanh nghiệp. Thế thì các anh chị vừa mới nhìn thấy hàng vẫn chưa về đến doanh nghiệp thì lập tức là phản ánh cái giá trị của cái hàng hóa này vào tài khoản 151. Thì ở đây hướng dẫn các anh chị là gì? Ngay tại thời điểm này là ngày mùng 5 tháng 11 thì mặc dù là hàng vẫn chưa về đến doanh nghiệp nhưng tại ngày mùng 5 tháng 11 các anh chị không ghi không không hạch toán mà các anh chị chỉ lưu chứng từ thôi, nhớ như vậy. Tại ngày này 5 tháng 11 các anh chị không hạch toán mà các anh chị chỉ lưu chứng từ thôi. Bây giờ đặt ra một giả thiết là nếu từ ngày mùng 5 tháng 11 đến cuối tháng 11, ví dụ như tôi giả sử là ngày 20 tháng 11 thì lô hàng hóa này về đến doanh nghiệp và nhập kho, thì kế toán hạch toán như là các anh chị đi mua bình thường 105 và 10 năm nhập kho bình thường, không không có liên quan, không có phản ánh cái vấn đề trễ không trễ cả. Nhưng mà giả sử nếu đến cuối tháng 11, ở đây là tôi nhấn cái chỗ là đến cuối tháng, mà hàng hóa vẫn chưa về đến doanh nghiệp thì tại thời điểm cuối tháng kế toán mới ghi vào bên nợ của tài khoản 151. Như vậy thì ngay ngay tại thời điểm ngày 5 tháng 11 mặc dù hàng chưa về chúng ta cũng không ghi vào tài khoản 151. Từ ngày mùng 5 tháng 11 cho đến cuối tháng 11 mà nếu nó có về thì chúng ta hạch toán như bình thường.
Nhưng nếu như đến cuối tháng 11 mà nó vẫn chưa về, hàng hóa vẫn chưa về, thì lúc đó chúng ta mới phản ánh nó vào bên nợ của tài khoản tháng 1. Và sang tháng sau, giả sử như là ngày 6 tháng 12 chẳng hạn, thì lô hàng trên về đến doanh nghiệp và nhập kho, thì lúc đó kế toán ghi nợ 1561 hoặc có 151, tức là hàng mua đang đi trên đường giảm xuống ha, hàng mua đang đi trên đường giảm xuống. Vì như vậy nhấn mạnh cho các anh chị thấy được rằng là khi nào thì phản ánh hàng mua đang đi trên đường, đến cuối tháng mà chưa về thì mới phản ánh hàng mua đang đi trên đường ha. Ở trong cái phần mà bài về xuất khẩu này thì cũng chỉ muốn nhấn mạnh các anh chị vấn đề là gì ạ? Thuế xuất khẩu các anh chị ghi vào bên nợ của tài khoản 511. Tôi tìm quên, à, cái này đã nhắc ở phần chủ đề về thuế xuất khẩu rồi. Đối với hàng hóa giao gia công thì trong cái phần kế toán hàng hóa giao bên ngoài gia công hoặc tự chế biến thì tôi cũng đã nói rồi. Chúng ta không không đề cập tới nữa. Bây giờ đối với bán hàng vận chuyển thẳng, thì đối với bán hàng vận chuyển thẳng mà tham gia thanh toán thì các anh chị sẽ làm theo tình huống này, tức là sao ạ? Chúng ta mua từ nhà cung cấp, nhưng thay vì chúng ta nhập vào kho mình thì chúng ta lại giao thẳng cho khách hàng. Và như vậy thì chúng ta đối với khách hàng thì chúng ta đã bán được hàng rồi thì chúng ta ghi nhận doanh thu. Thế còn thay vì hàng hóa mà các anh chị mua về, các anh chị ghi vào bên nợ của tài khoản 156 là nếu các anh chị nhập kho, bây giờ không nhập kho mà giao thẳng thì tức là đây là gì? Cái giá vốn hàng bán của mình, các anh chị ghi nợ 632. À. Rồi, bán hàng vận chuyển thẳng mà không tham gia thanh toán thì chẳng qua là một cái tình huống là chúng ta giới thiệu bên bên bán bên mua và chúng ta đứng ở giữa chúng ta lấy hoa hồng, và hoa hồng đó chính là doanh thu bán hàng của mình, chúng ta ghi có từ hàng tháng 11. Ở các trường hợp khác thì các anh chị tự ôn tập lại trong các trường hợp khác mà liên quan tới hàng hóa thì các anh chị tự ôn tập lại trong tài liệu.